Sự kiện quốc tế ngày 21 tháng 3 ngày này năm xưa, năm 1349, 3.000 người Do Thái đã bị giết trong các cuộc thanh trừ tại Erfurt vì bị cho rằng là nguyên nhân gây ra đại dịch hạch lan tràn ở châu Âu. Năm 1556, Tổng giám mục Thomas Cranmer bị thiêu sống vì tội dị giáo. Ông là một trong những người sáng lập Anh giáo. Năm 1804, Bộ luật Napoleon được thông qua làm luật dân sự của Pháp. Năm 1857, một trận động đất tại thành phố Tokyo làm thiệt mạng khoảng 107.000 người. Năm 1871, người sáng lập đế quốc Đức là Otto von Bismarck được bổ nhiệm làm thủ tướng đầu tiên của chính phủ đế quốc. Năm 1929, Thủ tướng Canada Louis Alexandre Thatcher tuyên bố luật tự do báo chí. Năm 1990, lãnh thổ Tây Nam Phi trở thành một quốc gia độc lập với tên gọi nước Cộng hòa Namibia. Năm 1991, gần một tháng sau khi chiến tranh vùng vịnh kết thúc, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ lệnh cấm vận thực phẩm chống Iraq.